một đứa trẻ 3 tuổi báo như quỷ, không vừa mắt ai là đấm người ta luôn. Ai bảo cha người ta là người có quyền thế vô địch chứ? Công chúa đương triều chứ gì? Không sao, ta cũng cứ đánh đó. Trời đất vừa mới ăn đòn xong đã nằm ra ngủ rồi. Em gái khủng long, không được ngủ. Thôi vậy, đấm phát cho tỉnh luôn vậy. Công chúa nhỏ bị đánh mạnh khóc to oa oa lên, khiến Si Linh sụp đổ tâm trạng cộng 99 điểm. Không được khóc, mau nín ngay cho ta. Yến Si Linh hết sức sợ hãi cộng 99 điểm. Vậy mới đúng chứ. Sau đây chơi một trò chơi, ta hỏi ngươi đáp, đáp sai thì ăn đấm. Ngươi mấy tuổi, mẹ ngươi mấy tuổi? Ta 5 tuổi, còn mẹ ta bao nhiêu tuổi ta không có biết. Mẹ của ngươi trông như thế nào? Ta không biết. Ấu ấu không chút do dự đấm vào mặt của em gái khủng long. Yến Si Linh uất ức muốn chết cộng 99 điểm. Ấu ấu bất lực, nếu không vì 5 năm trước một tên đeo mặt nạ xông vào tần cung của hoàng hậu và việc tà ma hoành hành đều liên quan đến em gái khủng long này, ta cũng không có muốn đánh ngươi đâu bảo bối. Ngươi đến mẹ ngươi trông như thế nào mà cũng không biết. Nói dối phải không, muốn ăn đòn đây mà. Hu hu hu, mỗi năm ta chỉ gặp mẫu hậu được 2 lần. Một lần là lễ huyết tế thiên thần, hai là vào lễ tế xã tắc, hơn nữa còn cách rất xa, nhìn không có rõ. Ồ, vậy tại sao bình thường ngươi không đi gặp mẹ mình? Mẫu hậu của ta không được sủng ái, phụ hoàng cấm túc bà ấy. Không phải chứ, Đông Quách quý phi xuất thân từ thế gia đế nhất Bắc U lên làm hoàng hậu, lại là một nữ nhân không được sủng ái sao? Thú vị đây, những thứ này là ai cho ngươi biết? Dung mama, còn có thập hoàng tỷ. Hoàng tỷ trong lời của em gái khủng long chắc là mụ già họ Yến đó. Vậy bình thường ngươi đọc sách học chữ với tu luyện cơ bản là ai dạy cho? Cũng là Dung mama đó sao? Nói đến đây em gái khủng long đột nhiên tức giận. Thập hoàng tỷ và quý phi nương nương đã nói rồi, ta là đích công chúa, sinh ra đã có thể hô mưa gọi gió, căn bản không cần phải học những thứ rác rưởi đó. Lạc Nhân Uy chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đấm một phát, quả nhiên bị người khác lừa dối nặng nề, triệt để bị hủy hoại, trực tiếp đánh cho công chúa nhỏ này chảy ra sốt cà chua. Yến Si Linh cảm xúc sụp đổ cộng 99 điểm. Tại sao lại đánh ta chứ? Oa hu hu, ta muốn về nhà mách với phụ hoàng. Kể từ bây giờ ngươi phải đọc sách học chữ, còn phải học những công pháp cơ bản và tu luyện, không học ta đánh chết ngươi. Yến Si Linh sợ hãi cực độ cộng 99 điểm. Ta đuổi đến tận hoàng cung đánh chết ngươi. Ấu ấu tiếp tục uy hiếp, ta nói trước cho ngươi biết, mấy ngày sau này ta sẽ cùng ăn cùng uống cùng ngủ với ngươi đó, để tránh cho người khác có ý xấu dụ dỗ ngươi. Yến Si Linh hết sức khủng hoảng cộng 99 điểm. Không phải là nói là không được khóc sao? Còn khóc nữa ta sẽ đổi sang tét mông ngươi đó. Bên trong thư phòng của Dạ Từ, Trương Thanh Sơn đang chợp mắt, vừa nghe thấy có người của ám bộ đến báo cáo, ông tập tức mở mắt ra. Là tin tức của tiểu nữ tướng sao? Dạ Từ cạn lời, nó là cháu gái ruột của ông sao? Sao ông quan tâm thế? Lão nô thật sự lo lắng, tiểu nữ tướng chỉ mới 3 tuổi, công chúa U Dương kia chính là loại lòng lang dạ sói nữa chứ. Nếu cô ta mà biết người nhận tiểu nữ tướng làm con gái, nhất định sẽ ra tay. Dạ Từ nhìn tin tình báo mới nhất, không có ra tay với Ấu Ấu mà lại nhằm vào ta. Lão Trương nghe thế lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dạ Từ chau mày nói, lão trương ông không thèm quan tâm đến ta sao? Ấu gia ai làm hại được người chứ? Người tài trí đa mưu tu vi còn là đệ nhất thiên hạ, sai rồi là đệ nhất Bắc vực. Có điều U Dương của nhà Đông Quách này thật sự là tìm chết mà. Người muốn ra tay xử lý Đông Quách thế ra sao? Sớm như vậy sao? Nhưng kế hoạch của người còn chưa vào quỹ đạo mà, ngôi vị thái tử cũng chưa được định đoạt. Ai nói ta muốn ra tay với Đông Quách thế ra chứ? Thế lực của Đông Quách thế gia ở Bắc U quốc cả cái Bắc vực này đều không dám xem thường. Đông Quách loạn thì Bắc U nhất định cũng sẽ loạn, động vào một cái là sẽ dính dạng tới cả ta, cho nên vẫn chưa phải lúc. Cho nên lão Trương ông không cần lo lắng, ta tự có cách. Lão Trương thở dài, hầu ra lão nô không hiểu những mưu kế này, lần đầu lão nô nhìn thấy tiểu nữ tướng đã cảm thấy rất thích, chỉ hy vọng con bé có thể bình an, đừng bị cuốn vào bên trong những phân tranh này. Dạ Từ cười lạnh lùng, đừng cuốn vào sao, tương lai nó phải kế thừa Bất Dạ Quân, thay ta hoàn thành bước cuối cùng. Trương Thanh Sơn nhất thời không nói được gì, qua một hồi lâu mới hiểu ra. Hầu gia yên tâm, lão nô nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tiểu nữ tướng chu toàn. Cả một tối Ấu Ấu ngủ rất ngon cho nên mới sáng sớm đã thức dậy. Sau khi mở cặp mắt long lanh của mình ra, thì dẫm lên ngực của em gái khủng long mà bước xuống giường. Yến Si Linh hết sức đau đớn cộng 99 điểm. Yến Si Linh cảm xúc sụp đổ cộng 99 điểm. He, khá lắm, 146.000 điểm rồi. Tất trên người em gái khủng long cả một đêm sao? Đúng là một cái máy tích điểm ngoan ngoãn đáng yêu mà. Ấu Ấu đang định khen thưởng cô bé một phen, nào ngờ hệ thống lại hiển thị tên Si Linh hết sức hoảng sợ cộng 99 điểm. Không phải chứ, không phải chứ, đứa nhỏ này bị dọa sợ đến vậy à? Được thôi, lần này tạm tha cho nó vậy. Biên cốc chào buổi sáng. Không đúng nha, sao mà bên ngoài này lại có mùi máu nồng đậm như vậy? Còn có thị vệ thị nữ của bà Yến kia đều đi đâu hết rồi? Vừa dứt lời thì nhìn thấy bà Yến khập khẽnh chạy tới. Còn có chút nào giống một công chúa không? Giống như bị thứ gì đó dọa sợ. Cô ta vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm Thu Dung Hiên của ám bộ. Đừng có đi theo ta nữa, đừng có đi theo ta nữa. Công chúa, ngươi đi chậm chút, chân của người bị sao thế, không phải là què rồi đó chứ? Ấu Ấu kinh ngạc, chuyện gì thế này, bà Yến sẽ không biến thành bà điên đó chứ? Âu tiểu nữ tướng chào buổi sáng, cô nói các ngươi đang đi đâu vậy? Ồ, hộ tống U Dương công chúa hồi kinh, vậy trên đường nhớ chú ý an toàn nha. Vừa nghe đến bốn chữ chú ý an toàn, bà Yến càng trở nên điên hơn. Người đâu cứu mạng ta? Ấu Ấu nghi hoặc, mụ già này rốt cuộc bị gì thế? Sao lại sợ đến mức này? Lúc này Chu Hồng đột nhiên từ bên cạnh xông ra, tiểu nữ tướng, hôm nay người trông xinh thật đó. Chu Hồng tâm trạng vui vẻ cộng 9 điểm. Chu tướng quân có chuyện gì mà vui thế? Ây da, đoàn tùy tùng 500 người, không hiểu sao lại tập thể chết bất đắc kỳ tử á. Cả một cái hầu phủ tự dưng cái trống trải, lạnh lẽo thật đó. Gì cơ, chết hết á? Đứa bé lập tức nhiều chuyện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mau nói ra xem để ta cũng vui một chút.
Chẳng phải hôm qua U Dương công chúa nói lời ngông cuồng còn khiêu khích Dạ lão đại đó sao? Đúng đúng đúng, rồi sao nữa? Dạ lão đại trực tiếp hạ lệnh ra tay, vị công chúa này sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, 500 xác người không còn xương bóc hơi khỏi nhân gian. Cô ta sợ như thể gặp ma vậy, trời đậu, giết sạch 500 người, bởi ta nói sao mà trong sân lại có mùi máu nồng nặc thế? Thì ra là như vậy, khó trách U Dương công chúa biến thành bộ dạng kỳ lạ kia. Tốc độ này, thủ đoạn này, năng lực này của Dạ Từ ta yêu rồi. Cứ thế mới sáng sớm một lớn một nhỏ cười không khác gì phản diện. Lúc này Thu Dung Hiên đưa cô ta về kinh thành thì có kịp về ăn Tết không? Dạ lão đại nói rồi, cậu ấy không quay lại nữa. Thu Dung Hiên sẽ dịch dung thay đổi thân phận ở lại kinh thành. Chị gái ngốc không hiểu nổi vụ này là sao nữa thế. Nhưng Ấu Ấu ở bên cạnh lại lập tức hiểu ngay, vừa cười vừa vỗ đùi, trời đậu ha ha ha, chơi đòn tâm lý sao? Chu Hồng tán thưởng nhìn cô bé nhân ấu này, đứa nhỏ này thông minh thật sự, ám bộ ẩn nấp ở kinh thành đã sắp xếp cho Thu Dung Hiên một chức quan. Khi cậu ấy đến sẽ nhận chức ngay. Chị gái ngốc vẫn không hiểu, tại sao phải đến kinh thành làm quan chứ? Có ý đồ gì? Ý đồ gì sao? Chính là ngày nào Thu Dung Hiên còn chưa rời khỏi kinh thành thì ngày đó công chúa sẽ không sống được yên ổn đó. Trên đường đi ngươi cũng biết đó, Thu Dung Hiên đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách hợp tình hợp lý khiến bà Yến đó sụp đổ. Sau đó không dễ dàng gì mới về được tới kinh thành. Cô ta vẫn phải sống trong sự ám ảnh của Thu Dung Hiên ha ha ha. Đúng là cái ý này ha ha ha. Một lớn một nhỏ lại bắt đầu cười điên cuồng. Chị gái ngốc nghe xong cuối cùng cũng hiểu ra, cũng không biết chiêu này là do ai nghĩ ra, còn có thể là ai nữa, Dạ lão đại của các người đó. Hoàng hậu mà Ấu Ấu ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Kinh thành của Bắc U quốc được gọi là Kế Hạ, nằm ở phía nam của Bắc vực, nơi đây tài nguyên phong phú, phong cảnh hữu tình, là một trong những nơi tốt nhất để nuôi dưỡng con người. Vị trí địa lý và khí hậu có ưu thế, tạo nên nét đặc trưng của hoàng thành Kế Hạ. Kể từ khi Bắc U kiến quốc đến nay, hoàng thân quốc thích cùng đủ loại thiên tài cao thủ đều cắm rễ ở nơi đây. Ngày càng lớn mạnh ở trong hoàng cung Bắc U, hoàng đế Bắc U đang tựa vào giường, người phụ nữ đang ngâm trà chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu của Bắc U Nhược Mộc Lan. Một nữ nhân đẹp như vậy, năm đó Dạ Từ xông vào hoàng cung liếc mắt nhìn qua vẻ đẹp của cô ấy cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhược Mộc Lan đã gả cho hoàng đế Bắc U 20 mấy năm, nhưng lại chưa từng tu luyện, hoàn toàn là một người bình thường. Theo lý mà nói một người bình thường như cô ấy đã sớm trở thành một bà lão mới đúng. Nhưng cô ấy không chỉ trông có vẻ như một thiếu nữ mà da cũng được bảo dưỡng rất tốt. Hoàng hậu à, nhiều năm như vậy rồi, nàng không định nói ra bí quyết trường sinh sao? Hoàng thượng vì có được bí quyết trường sinh của hoàng hậu, cố ý để Yến Du Nhiên dẫn Yến Si Linh đến bên Dạ Từ. Đây cũng là một loại thủ đoạn uy hiếp, nhưng bạn tuyệt đối không thể ngờ được, điều này cũng giúp Yến Si Linh thoát khỏi Yến Du Nhiên. Vì hoàng hậu sở dĩ bị hoàng đế khống chế, sống vì Yến Si Linh. Nếu Yến Si Linh nguy hiểm tính mạng vậy thì hắn ta yên tâm rồi. Dường như Mộc Lan nhìn thất khuôn mặt độc ác của hoàng thương vô cùng đáng ghét. Chính là hoàng thượng biết cứng không được, sau đó định chơi bài tình cảm. Ta làm như thế không phải bị nàng ép, ta chỉ muốn kéo dài tuổi thọ mà thôi, luyện đến cảnh giới mạnh hơn đánh quân xâm lược giải cứu muôn dân thống nhất thiên hạ. Hoàng hậu bật cười, đánh quân xâm lược giải cứu muôn dân, lúc Bất Dạ quân toàn thắng là ai liên tiếp hạ ba thánh chỉ bảo họ rút quân? Bây giờ chàng lại nói ta về đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Còn có Đông Quách quý phi thích hợp làm hoàng hậu hơn ta. Gia tộc của cô ấy có ích với chàng hơn, cô ấy cũng hiểu chàng, chàng vẫn là giết ta đi, ta đã không còn giá trị gì nữa rồi. Hoàng hậu, sao nàng có thể nói mình như thế? Nàng xem nàng rất đặc biệt đó, trên thế gian này không có nữ nhân nào trẻ mãi không già như nàng. Bất lão bất tử, hoàng hậu không phải vì vẫn luôn lo lắng mình chết đi Yến Si Linh không ai chăm sóc. Con bé sớm đã chết rồi. Hoàng hậu cười khẩy, bệ hạ thật sự biết nói đùa, ta sẽ già chứ, hơn nữa rất nhanh cũng sẽ chết, chàng mãi mãi không biết bí quyết trường sinh. Hoàng thượng lập tức tức giận tát cô một cái, vì thế hoàng thượng căn bản không yêu hoàng hậu, chỉ muốn có được trường sinh mà thôi. Sau khi đánh hoàng hậu xong liền rời đi, để lại hoàng hậu ngơ ngác ở đó. Còn bên này, Đông Quách Dung và thất hoàng tử đang đợi thái giám trở về nói chuyện. Hôm nay hoàng thượng đến chỗ hoàng hậu nói gì? Hoàng hậu nương nương, bên kia không có chuyện gì mới. Nhưng sau khi hoàng thượng ra khỏi chỗ hoàng hậu, đã ở trong vườn đối thơ với Lâm phi nương nương, những thứ này trong mắt ngài ấy đều nghe ngán rồi. Đối thơ thật ra cũng không có gì mới, nhưng nội dung thơ lại khá thú vị. Lâm phi nương nương đoạn nửa đầu nói tắc hạ hoàng cung thảo kiệt, độc thắng xương mai tướng như hồng, nửa đoạn sau của bệ hạ lại là biên cảnh bất tri Bắc U địa. Chỉ là Bất Dạ Vĩnh An hầu mẫu phi chuyện này cũng quá rõ ràng rồi. Phụ hoàng đã không thể chịu nổi Dạ Từ, chúng ta đến Lẫm Châu lấy mạng hắn. Lời cảnh cáo trực tiếp khiến tinh thần Yến Chi Linh sụp đổ. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được phép ra khỏi phòng. Dẫn đến cô bé mới sáng sớm đã ngơ ngẩn ngồi bất động ở đó, vì cô bé cảm thấy nếu cô động một chút Ấu Ấu sẽ quay lại, nói không chừng lại tìm lý do nào đó đánh cô bé. Nhưng nhân hữu tam cấp, cuối cùng Ấu Ấu cũng chỉnh đốn Yến Si Linh, tinh thần sụp đổ rồi. Cô bé không nói chuyện với ai, nội tâm nhảy ra hai người. Cô bé rất muốn ra ngoài, nhưng ra ngoài sẽ bị đánh. Không muốn ăn đòn thì thành thật ngồi đây ăn bánh. Rất muốn ngồi, nhưng bụng đói không nghe lời, vì cô bé một ngày phải ăn 4-5 bữa. Hơn nữa từ tối qua đến sáng nay cả ngày vẫn chưa ăn gì. Cô bé căn bản chịu không nổi, hết cách cô bé mặc kệ đi lấp đầy bụng trước. Đến khi Ấu Ấu trở về lại bị đánh. Mặc dù cô trở về nói không chừng sẽ tìm được lý do đánh cô bé. Không sai, lấp đầy bụng trước mới có sức đánh sẽ không đau như thế. Yến Si Linh lén la lén lút đẩy cửa ra, vốn dĩ muốn tìm cung nữ làm thức ăn, nhưng đi nửa ngày vẫn không thấy một bóng người. Cô bé sợ nhất chính là người khác không cần mình, bây giờ nhìn bên cạnh trống không liên hòa khóc to, tiếng khóc này còn to hơn lần trước bị đánh. Cô bé thà rằng Ấu Ấu qua đây đánh một trận cũng không muốn bị người khác bỏ rơi. Lúc này Chu Hồng và phủ tướng quân đang trên đường xuất thành, hai người gặp nhau liền anh cãi một câu tôi cãi một câu.
không ai chịu nhường ai, nhưng Ấu Ấu phía sau vẫn luôn tâm sự trùng trùng, căn bản không quan tâm. Vội vàng hỏi một chút, Chu Hồng các ngươi quên chuyện gì rồi? Phụ tướng quân nổi tiếng là mất não, mặc dù đầu to nhưng lại dễ quên. Còn an ủi Ấu Ấu, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta nhanh chóng trở về doanh trại. Nhưng Chu Hồng lại không như thế, có thể quên gì chứ? Các ngươi chỉ là để công chúa Yến Si Linh ở lại mà thôi. Lúc này Ấu Ấu cảm thấy Chu Hồng đáng chết này sao không nói sớm. Nhưng Chu Hồng nổi tiếng là thích hóng chuyện, Yến Si Linh cũng không phải anh ta giam. Chu Hồng vừa nói vừa cà khịa, Yến Si Linh tuổi nhỏ cũng quá đáng thương. Đầu tiên là bị Ấu Ấu đánh, nhưng bị đánh thì thôi đi, bây giờ còn bị người ta coi như là rác mà quên đi, quá thảm rồi. Cũng không biết là ai đánh người ta lại cố ý không cần nhổ ta. Lúc này mặt Ấu Ấu đều bốc khói rồi. Ta biết ngươi đang nói ta đánh, đánh cũng thôi đi, bây giờ còn bị người khác xem như rác, thảm quá đi mất. Hì hì, ta không nói ai ha, đây là ngươi tự thừa nhận đó. Hoàng hậu có ân oán với phủ tướng quân, Yến Si Linh lại là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu, hơn nữa còn là hoàng muội của anh ta. Phủ tướng quân cưỡi ngựa mà tốc hành quay lại. Còn ở hoàng cung bên này, Đông Quách Dung đang dạy dỗ con trai của bà ta Ngôn Vân Băng. Vì Đông Quách Dung nổi tiếng là người mưu mô, còn con trai của bà ta lại ngốc nghếch. Gia thế Đồn Quách chúng ta lớn mạnh như hôm nay, tại sao phải sợ một tên dạ từ chứ? Bây giờ hoàng muội đã đến Vĩnh An hầu rồi, lập tức truyền lệnh chi muội ấy ra oai phủ đầu với dạ từ. Đồ thật sự là đồ tốt, đáng tiếc hắn không có đối thơ với hoàng thượng là Lâm Phi nương nương. Còn hoàng thương lại mượn tay người khác để có niềm vui mà thôi. Nhưng phải có người trừng phạt, đưa Lâm Phi vào lãnh cung. Nhưng thất hoàng tử lại cảm thấy nên bắt dạ từ sớm một chút. Bạn cho rằng Đông Quách Dung muốn bắt dạ từ không? Nhưng bạn tưởng rằng dạ từ dễ dối phó ư? Mấy ngày trước vừa truyền đến tin tức gián điệp phái đến doanh trại dạ từ đã bị giết. Hơn nữa kỵ sĩ bất dạ quân có thể 2.000 người đối phó với 2.000 người. Bình thường một người man tộc có thể đánh 2 nhà Đông Quách, mà bất dạ quân lại có thể chọi 2.000 với 2.000. Tục ngữ có câu, bản thân thông minh thế nào sinh con trai không thông minh, căn bản cũng coi như toi rồi. Hiện tại Đông Quách không muốn tấn công trực diện với bất dạ quân. Văn văn võ trong triều đình một nữa là từ trường học của Vĩnh An hầu tạo nên. Hiện tại bà ta sắp xếp Yến Du Nhiên thăm dò dạ từ, muốn xem thử anh có ý gì. Nếu Yến Du Nhiên có thể dựa vào anh thì chuyện của hậu cung làm điểm yếu, vậy bắt lấy anh liền nắm được 60%. Nếu có thể kết thành vợ chồng vậy thì càng tốt. Bà ta tuyệt đối không ngờ dạ từ sau có thể dễ dàng bị họ nắm thóp được. Tươi hôm nay có bản lĩnh thì dẫn 500 người qua đây liền giết 500 người, ngày mai đổi thành 1.000 người liền giết 1.000 người. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Hãy cho mình biết cảm nhận của bạn và những câu chuyện bạn muốn nghe phía dưới bình luận nha.